về ma túy, chặn ô tô biển xanh gây sự. Cho rằng ô tô biển xanh không nhường đường mình nên sau khi đã sử dụng ma túy, Trần Phước Hậu chặn đường, nhiều lần dùng gạch ném gây hư hỏng xe. Sáng ngày 28 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Phước Hậu, sinh năm 1994, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 3, sau khi sử dụng ma túy, Hậu điều khiển xe máy chạy trên tỉnh lộ 944 hướng từ xã Mỹ An đi xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. Lúc này, Hậu phát hiện một ô tô biển số xanh do tài xế Huỳnh Tấn Nở, sinh năm 1987, điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Hậu cho rằng ô tô biển xanh không nhường đường nên tăng tốc cho xe máy vượt lên rồi dừng lại cặp lề đường. Hậu nhặt hai cục gạch ống rồi chặn ô tô trên với ý định sẽ ném bể kính. Khi ông Nở điều khiển xe chạy đến cách Hậu khoảng 4 mét thì dừng lại do Hậu đứng chặn giữa đường. Hậu ném một cục gạch vào đầu xe làm móp nắp capo rồi tiếp tục đến cửa tài xế đập gạch vào cửa kính. Thấy ông N mở cửa, Hậu liền ném cục gạch thứ hai, làm bể kính chắn gió ô tô rồi tiếp tục đến đống gạch nhặt lấy hai cục gạch ống cầm trên tay. Khi ông N bước xuống xe thì Hậu cầm gạch ném tài xế này nhưng lại trúng vào cửa. Ông N, chị Hồ và cùng người dân khống chế Hậu, giao cho cơ quan công an xử lý.